Thử để một trái coi. Mẹ thử ăn coi. Không hạt thiệt cái chứ. Đặt ruột, ruột luôn. Bữa hổm là lặt bỏ cái lúc nó mới đậu trái á. Là đã lặt bỏ nó được cái cũng mười mấy hai chục trái bỏ rồi đó. Tại vì sợ cái bưởi mất sức. Wow, cây bắt đầu chín lay rai rồi ha. Bây giờ mình quay cho mọi người xem coi trái cây táo tàu và những cây trong vườn nó đã phát triển tới đâu rồi. Đó. Hello cả nhà. Bữa nay cái cây táo tàu sang ra, sang thấy cái trái của nó có cái đốm đốm nè cả nhà. Đó, có những trái nó đã quá chín luôn rồi nè, nó thành cái màu nâu luôn rồi nè. Vẫn ăn được nhưng mà Sang thì Sang không có thích ăn nó chín quá như vậy. Nó như vậy là mới ngon nè. Đây cái trái này nè. Nó có cái đốm nâu nâu á. Đó, cái này sao hái ta. Nè, đó như vậy mới ngon nha cả nhà. Nó còn cái đốm xanh xanh. Nó ăn chua chua ngọt ngọt, yes, không? Chua còn chua trái ngọt. Mà nó chín quá thì nó quá ngọt. Hoặc là nó bị... Sao? Nó có vị chua chua ngon hơn. Ở trong coi... Trái này. Trái này nó chín đỏ hết trơn luôn nè. Nó ngọt. Không, cái này nó có cái vị chua chua, sao thích hơn cái này. Ngoài shop thì họ bán như vậy nè. Nhưng mà ai ăn không kịp đó, thì để phơi khô thì nó khô giống như cái táo tàu nấu xong bổ lượng vậy đó. Thì bữa nay chưa có hái được đâu, những cái lát đát vài trái thôi. Cho nên đó là Sang muốn review cho cả nhà xem cái vườn cây trái mùa thu của Sang như thế nào ha. Bữa nay là bên Úc là nó đã vào mùa thu được 2 tuần rồi. Thì cái mùa thu là cái mùa mà cây trái nó bắt đầu chín, nó cho nên Sang rất là thích. Nó bây giờ trái táo tàu là bữa nay nó cũng đã quá to rồi nè, thấy không? Lác đác một vài trái nó đã chín rồi, nhưng mà thu hoạch hết thì chưa có được. Thật ra là Sang muốn là mời cả nhà đi dạo một vòng vườn cây ăn trái mùa thu với Sang nha. Rồi bây giờ mình qua tham quan cây hồng đi ha. Ra năm nay cái cây hồng này cũng cỡ cái trái năm rồi hay không xã? Nó không biết nó còn phát triển thêm không chứ. Thấy trái thì hình như nó nhỏ hơn năm rồi phải không? Có thể là nó chưa có kia còn nữa. Cái này nó mới đúng ngã rồi. Màu thôi. Màu, màu. Có thể nó còn phát triển lớn. Cái năm trước như mình như là cuối tháng 4 mình mới thu hoạch hay gì á. Nay mai chắc phải trùm nó lại, chim nó tới nó ăn. Wow, trái quá trời luôn, cái này cũng có vài chục trái, 50 không? Ở đó, năm nay chắc là vài tuần nữa chắc mình cũng phải lấy lưới chim mình chùm lại á. Đúng rồi. Thôi là chim nó cũng, trái nào nó cũng mổ hết. Ở trên đọt nhiều trái quá trời to luôn. Đó, hình như cái chùm nhỏ nhỏ, nhiều trái nó, cái trái nó nhỏ. Đúng rồi. Nhưng cây này thì mình cũng đừng có ham quá nhiều trái. Tại vì càng nhiều trái nó bị đẹp. Rồi. Cái chút chứ mà muốn mình thu hoạch là nhiều lắm nè. Đó, chùm này thấy không? Đúng. Nó ve bên hàng rào nhà qua nhà người ta nữa nè, đây nè. Đúng rồi. Đó nè. Quá trời luôn á. Cái này là hình như cuối tháng 4 mình mới thu hoạch được. Wow, hai cây cái trái nè. Hai trái bia bên kia to lắm nè. Đây. Cái này
đúng rồi, chừng nào ngoài số mà bán nhiều thịt nhiều thì nhà mình cũng sắp sửa thu hoạch được đó. Mà cái loại churro này của mình á, thì nó là late season cho nên nó là đúng rồi, là nó chín trễ hơn cái loại Fuchu. Fuchu ha. Ừ. Nó chín trễ hơn cái loại Fuchu. À, cái loại này là loại mà trái to mà nó vuông vuông nó bán ngoài shop. Nhiều quá trời bên này nè nè. Năm nào đó bông quá trời bông nhưng mà nó lại rụng, giờ chót nó cũng được cỡ như đây thôi đó. Nè, đó cái chùm này nhiều nè. Ừ. Nhìn này quá trời luôn nè. Ồ. Đây nè. Nhìn. Chừng gãy nhánh. Trong kia nó này đó. Ừ, trong kẻ đó nè. Khắp nơi. Mùa thu là thích nhất là tại vì cây trái nó bắt đầu chín á. Những cái loại này là đa số là nó chín vào mùa thu à. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình đi qua đây cái cây Nhật. Ừ, con Nhật này năm nay cũng trái khổng á nha. À, nó còn xanh mình không có thấy á. Đúng rồi. Thấy nó nổi bật lên á. Ừ. Nè. Này, dưới này nữa là này. Quýt không hạt nha cả nhà. Cái này người ta ghép giữa cây bưởi với cây không phải cây cam với cây cam với cây quýt Nhật không? Ừ. Nè. Nó còn xanh nhìn nó có thấy nó nổi bật cho lắm ha. Mai mốt nó chín một cây màu cam rất là đẹp. Mấy năm trước mình cũng có một cái video cây quýt Nhật của mình á, quá trời trái luôn. Năm rồi hình như là nó bị được. Skip năm, nó không có được ít trái, 4-5 trái gì đó không. Đúng rồi. Quá trời. Cái nè, cái này là cái loại không hạt. Quá trời, cây cam bị ép cái gì không thấy trái luôn. Không thấy trái luôn á. Đây nè, cái nhánh này là nhánh cam nè. Đây nhánh cam đây nè. Đúng rồi, cái lá chính, nó khác đó. Thân chính của nó là cây quýt. Yeah. Mà nó ghép cái nhánh cam vô đây, ra này, là lá cam nó khác hẳn đó. Lá cam nó khác nè. Lớn hơn. Ừ. Hồi năm trước nó có con trái một à. Ừ. Thôi kệ, chủ yếu mình cũng có được cây quýt Nhật ăn ngon cũng được. Còn đây là cây white sabote nè cả nhà. Cái này là sang mua trên mạng ở Dalai Fruit ở bên Sydney á. Ta gửi qua bên đây cho sang. Nghe nói cây này ăn ngon lắm không? Đúng rồi, cái anh Cần ở trên nursery ở Springvale, anh nói vợ anh ăn rồi đó, vợ anh nói ăn ngon lắm. Mà cái này là sang mua, nên nó gọi là white sabote, là có nhiều người gọi là sabo Nam Mỹ á. Ừ. Đó, đây này, có tên của cái công ty bán online. Dali Nursery. Cái này hình như cũng của Thái Lan hay gì, cái Kampong gì kìa. Không biết, nhiều khi bà nhập bên đó qua biết không. Nhưng mà của cái nursery này là rất là uy tín nha. Mình mua, họ ship qua tới tiểu bang của mình luôn á. À, như nhiều cây mình phải đợi một thời gian đúng không? Đúng rồi. Có, chừng nào có thì người ta mới notify, người ta thông báo cho mình biết. Chứ không phải là lúc nào cũng có, tại vì nhiều khi ta đang ươm á, hoặc ta là đang chiếc nhánh chiếc cành á, cho nên nó là đôi khi nó không có available thì mình phải đợi. Nó cũng dễ trồng lắm, nó tốt, sao không có đất thì nó trồng chậu. Nó cây này là white sabote, sabo trắng. Nó không ra xanh tốt, cây này cũng dễ trồng, mùa đông nó không có rụng lá luôn á. Ngày xanh green forever. Evergreen. Evergreen tree. Cây mãng cầu á thì đây xem thấy cái lá của nó ra xanh tươi quá trời tốt. Rồi, cây này bây giờ nó tốt quá ha, phát triển nhìn nè. Rất tốt. Không biết sao mà cái cây này á nó ngộ lắm nha, nó không có phát triển đi lên mà nó cứ sà sà ngang ngang gì nè. Biết cái giống này là nó như vậy hay là nó chia ra để nó kiếm ánh nắng không biết nữa. Thì sang đi ra, sang đi canh mỗi ngày thì sang thấy hình như là nó đậu được mấy trái này cả nhà. Cái này đa số là nó đậu vào mùa thu ha. À, cái loại này nè, nó đậu trái vào mùa thu chứ không phải ngay mùa hè.
Không, mà đợi mãi tới tháng 9, 10 nó mới chín đúng không? Nó mới to trái ra, đúng rồi. Nên cho dù mùa đông cũng đừng có sợ là nó bị chai, bởi vì nha. Nó thì mấy năm trước cái ha là sang lúc mà mùa này thì chưa có đến nổi lạnh, cho nên sang để nó y nguyên như vậy. Khoảng chừng mùa đông tới mà lạnh á, thiệt là lạnh á, thì sang mới lấy cái bịch sandwich hay là cái gì đó, nói chung bất cứ cái bịch gì để mình che nó cho cái trái non của nó nè. Mùa đông á, nó không có phát triển kịp á, cái trái non mà nếu mà bị sương muối là nó sẽ bị cháy đen đen cái trái, cho nên á, mình phải bảo vệ cái trái qua cái mùa đông. Thì khi mà mùa xuân ấm tới á, mình gỡ cái bao đó ra thì cái trái nó tiếp tục phát triển. Tiếp tục. Đây nè, bây giờ đây có con trái nữa nè, đây nè. Không, như cũng cái nhánh này luôn á. Đây nè, đây. Mới đậu. Hai trái. À, mới đậu nè. Trái này mới đậu trái nè. Thấy cưng không? Dưới này có mấy trái nữa nè. Quả cầu ở trồng ở Úc mà nó khi mà có trái nó cưng nó còn hơn cái gì nữa. Ở Việt Nam nó bông thì quá trời bông quá trời luôn á. Ở Việt Nam nó thì mình thấy cái cây mãng cầu này thường lắm, nhưng mà ở Úc á, đặc biệt là ở Melbourne này là cái xứ lạnh nè, không có phải là dễ trồng được cây mãng cầu đâu. Trái này to rồi nè. Trái này chắc bằng ngón tay cái hơn rồi đó. Cây này cái trái to rồi nè, thấy không? Khi nó núp núp dưới cái lá mình không thấy. Đây có một trái này nữa nè. Đó. Trái này á, nó là tự thụ phấn cho nên á, cái trái của nó tròn, nó bị méo. Cái này là cái loại gì đây? Loại này á, là African Pride. À, là cái giống mà trái mà to, thứ cả nhà thấy ngoài shop người ta bán cái trái to thiệt là to. Cái này là lá to là trái sẽ là to. Là giống của phi châu African. Cái loại African Pride này là nó tự thụ phấn nha cả nhà. Mình không có cần chấm đâu. Nếu mà mình chấm thì cái tỷ lệ nó đậu trái cũng cao hơn, nhưng mà sang thì sang để cho nó tự thụ phấn tự nhiên và nó không bướm thôi. Thành ra là nó cứ đậu được cái nào thì nó đậu, chứ cái này không có chấm gì hết á. Cái này á là mình không biết tại giống như là trùng hợp hay sao mà mình trồng sát bên nhà đó, phải không? Đúng nên rồi. Nó ấm hay gì nên nó phát triển và không bị chết nha mọi người. Đó. 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 Cái bức tường cả nhà thấy không? Cả nhà thấy cái bức tường thì cũng đỡ được cho cái cây một phần mùa đông nó ấm cực bên. Đúng rồi. Lúc nhỏ thì mình cũng phải che đó nha. Lúc nó cây khoảng chừng một năm đầu á, là sang mùa đông sang cũng che nó lắm á. Dùng phải, dùng cái bọc đồ bao nó lại, nói chung là cái nhà kiến nhỏ nhỏ cover nó lại cái mùa đông á. Chứ không thôi là nó bị sương muối, nó còn nhỏ đó, nó có thể dễ bị chết. Dễ bị chết. Nhưng mà nó qua được cái năm đầu rồi á, nó chịu được cái mùa đông rồi là bắt đầu sang không có chùm che gì hết trơn á. Mùa đông nó bị cháy lá chút chút, rồi đến khoảng chừng tháng 10 là bắt đầu nó thay cái lá mới. Nó nhìn rất là xanh, nó đẹp ha. Nó rụng, rồi bắt đầu bây giờ là như cái mùa hè nó ra cái đợt lá mới. Xanh, cây nhìn quá đẹp luôn. Cây này là chắc cũng cỡ 6 năm rồi đó cả nhà. Đúng rồi. 6 năm rồi. Lương Tiễn mình cho mọi người coi cái cây nhỏ mình cũng đang còn có cái trong chảo luôn nè. Vài bữa nó sang thay cái chậu mới cho chậu lớn cho nó. Cái giống này cũng là cái giống không cần chấm hay là cái gì hết. Cái gọi này là Pecten Prolific, cũng mua của cái nursery ở bên Sydney nè cả nhà, Daly Nursery. Đó thì cái này sang mua họ cũng ship qua Melbourne cho mình luôn. Okay. Cây này là 75 175 mm. Thì cái nhớ lúc đó mua không nhớ là bao nhiêu tiền ta, khoảng 60-70 gì. Thêm tiền ship cũng 60-70 nữa. Mình nữa à. Thì trồng cũng được mấy tháng rồi, nhưng mà nay mai về sang sẽ chuyển nó qua cái chậu lớn có cái bánh xe để đẩy tới đẩy lui vô nhà kiến, tại vì lúc nó còn nhỏ thì
sang phải phải bảo vệ nó qua cái mùa đông trước đó, thì để cho nó giống như nó mature rồi đó thì mình mới đem ra ngoài. Cây này là mút nó có bông á, cái mình để nó gần cái cầu kia để coi coi nó thử phụ phấn chéo nó có thể đậu nhiều trái hơn, thấy không? Thử nghiệm coi. Kia là African Pride, còn cái này là Paxton. Thì mình lên trên cái website này nè là mình có thể tìm hiểu được rất là nhiều cái giống mãng cầu ở cả nhà, thành ra mình tìm hiểu coi cái giống nào mà nó thích hợp mình trồng ở bên mình, hoặc là nó không có như nó tiện lợi cho mình, nó không có cần phải phụ phấn hay kia nọ đó, trồng cho nó dễ hơn. Lá nó cũng to có ha, chắc cũng là trái lớn lắm ạ. Sang thấy ở bên Mỹ người ta trồng cây mãng cầu mà ruột đỏ đó, mà bên Úc này là chưa có tìm ra, chưa thấy ai trồng, mà cũng không có tìm được ở trên mạng có bán không, chứ ở bên Mỹ là thấy có nhiều bạn đã trồng rồi đó, mãng cầu ruột đỏ. Bên cạnh đây có cây gì đây? Bên cạnh đây là cây này, là cây này cưng dữ lắm này, mà không biết là trồng có trái không thì không có xua. Nhưng mà cái cây này là sang trồng là lần này lần thứ ba, mãng cầu sim cũng mua của Dali Fruit luôn đó, sang mua rất là nhiều cây ăn trái của cái chỗ nursery này. Thì cây này là bắt buộc mùa đông, không phải trong nhà kiến mà là đem vô trong nhà luôn. Cưng như trứng mỏng, dưới có nhà có lò sưởi đó, mình bung vô trong nhà luôn, nó cho nên không có sang được cái chậu lớn hơn nữa, chỉ như vậy thôi là quá cỡ rồi, cho nên là kinh ra kinh vô trong nhà muốn nó lớn thì không biết làm sao. Tại vì mấy lần trước nó cũng để trong nhà kiến nhưng mà mùa đông nó vẫn chết, ra bắt buộc phải thấy đem vô nhà. Nhưng mà hy vọng là mai mốt nó lớn nó trưởng thành rồi á, mình có thể mùa đông mình không cần đem vô nhà, mình để mấy hiên hay sao để thử nghiệm thôi. Sang thì cũng thích sưu tầm nhiều cây cho nên nó làm thử nghiệm coi cái nào trồng được mình trồng ở nhà mình. Cây mận bữa nay nó lớn lắm rồi đó nha, thương không? Đúng rồi. Này là trái chiến năm đầu tiên nè cả nhà. Đúng. Ồ, có con trái này nó hơi bị nứt rồi nè nha. Vài bữa nữa mình hái đi. Vài bữa nữa mình thu hoạch luôn. Này hình như vẫn hồng đào hay vậy, màu rồi. Nó sọc sọc. Hồng hồng, trắng trắng. Mận hồng đào, cái lúc mua á, không biết bỏ cái mặt đâu rồi. Cái lúc mua thì để là mận hồng đào không hạt. Seedless á. Đúng rồi. Thành ra là cây này á, chắc là nó không có hạt, mà nó là mình thử để một trái thôi. Mẹ thử mình ăn coi. Được cái này, là cái nhà nha. Để thử. Không hạt thiệt đó chứ. Đặc ruột luôn. Yummy. Giòn mà không có hạt luôn nè. Mình thấu luôn á. Nay mai giờ mình hái được rồi. Cái này bị nứt thì chắc mưa hay gì. Thì rồi bông nhiều lắm à. Cái này nó bị rụng chắc cũng mười mấy trái trở ra đây nè. Cái gì không? Cái cây á. Nó mới có trái chiến đầu với nó còn nhỏ quá, nó không có sức nó nuôi trái phải không? Tự động nó phải rụng thôi. Này mà. Thì rồi lủng vô vài trái rụng mà ăn chắc ngầm. Nó còn non. Đúng rồi. Đẹp quá. Đúng rồi, nhìn đẹp quá. Mày mai mốt mà lớn chắc trái còn khủng khiếp nữa. Mới có mấy năm mấy hả? À? Không, mới có năm mấy hả? À? Thì rồi cũng đem vô nhà kiến đúng không? Đúng rồi, cái mận này à, cái nhà quên nói, cái nhà nằm với mình trồng cái mận này, sao không biết trồng dưới đất làm sao mà muốn nó lớn làm sao. Nhưng mà năm rồi là sang vẫn đẩy vô nhà kiến nha. Nó còn nhỏ quá sao vẫn đẩy vô nhà kiến á. Có bánh xe đó. Có bánh xe đẩy này vô nhà kiến nè. Hai nữa là mùa đông của mình đừng có tưới nó quá nhiều, khi mình đem nhà kiến cũng đừng tưới quá nhiều. Có mấy lần sang để ý sang tưới nó nhiều quá cái bắt đầu có lá của nó làm như bị thối, nó bị vàng cái lá rồi nó rụng hơn là nó không chết rồi cái đầu nó ra đợt lá mới. Nhưng mà này nó không chịu tưới nhiều nước, đặc biệt là mùa đông. Mùa này nó cũng ra tuột non xum xuê luôn nè. Đúng rồi, lá tốt ha, đẹp.
nó bị nhánh gãy hết phân nửa. À. Năm ngoái gió rồi cái kia ngã nó đập một cái giữa cây lên. Nhưng thôi cái tàn nó bây giờ là to đẹp rồi. Lắm nè. Đây nè, đâu mất tiêu nè, bây giờ nó còn cái thẻ cái ấy nó mất tiêu kia. Ok. Thì mình cho anh có cái bưởi nè. Ờ, cái bưởi này năm nào cũng trái, nó chùm chùm ở trong luôn. Nó là mà sang không có để ý nhưng mà đa số là sang thu hoạch nó chín khoảng 6 tháng 7 nó mới chín. Nó mùa này mà cái trái của nó vẫn còn xanh mà cái da của nó nè thấy không, nó vẫn còn nhìn thấy non lắm, nhìn non lắm, nó chưa có căng cái da nó ra nữa thấy không. Cái bưởi này giờ sai trái, trái nó chùm chưa, bữa hổm là lặt bỏ cái lúc nó mới đậu trái á là đã lặt bỏ nó cái cũng mười mấy 20 trái bỏ rồi đó, tại vì sợ cái bưởi mất sức. Mà rốt cuộc bây giờ nó ra nó lớn cái nó cái chen chùm với nhau. Này trong này nè, bữa này đúng là nhỏ là cái vỏ thiệt á. Thôi quá trời luôn. Coi này cái chùm. Ừ. Ôi ôi cái chùm nó quá trời người ta. Sao chắc mai mình phải lấy cái đồ mình treo cái nhánh nó lên không thôi nó gãy làm sao? Có hai trái kia bị kẹt vô trong cái tường kìa. Lôi nó ra. Thôi, lôi gãy nhánh. Đây nó nè, đây một chùm rồi. Ừ, nó nhiều dữ vậy? Ừ, cái đó cũng phải support. Đúng rồi. Nó nặng nữa là nó gãy á. Có 2, 4, 5 trái, 6 trái lên cái chùm đó nè. Đó. Đúng quá à. 6 trái một chùm. Bưởi thì có chứ. Y như chùm nho vậy hả? Ừ, sao dính chùm. Có đó 2, 4, 6, 7 trái luôn kìa. Quá trời cái trái này. À, cây bưởi này có bạn hỏi sang là bởi vì thì thực sự mà nói là lúc sang trồng á là sang quên viêm cái mạc ở đây mà không biết nó tên gì mà nó nghe ở nhỏ bạn thì nó nói là bưởi năm roi mà không biết tiếng Anh kêu bằng cái gì, biết là pomelo vậy thôi nhưng mà cái loại cái variety thì sang không có rành tiếng Việt là nghe nói là bưởi năm roi mà có người nói là bưởi ổi là tại vì nó nhỏ trái thôi. Thì ở ngoài shop sang thấy cái bán y chang cái bưởi của sang như vậy nè, thì họ để trên cái bảng giá là để là bưởi ổi đó. Rồi cây ổi cây này năm nào cũng bị vàng úa tội nghiệp ha. Ừ. Nó nhiều trái quá đó. Nay mai giờ mình tưới xì sâu cho nó có sức lại. Còn cái cây xoài này cả nhà bữa hổm nó sang chừa được trái nữa ha. Bây giờ cháu có sang đổi ý là sang cắt bỏ cái trái nó luôn để cho nó nuôi cái cây. Thì bây giờ vừa cắt cái bỏ đó là ở trên đọt, cắt bỏ cái trái với cái bông của nó bây giờ còn trên cái đọt nó bắt đầu nó phát ra cái nhánh mới trời này non, cái chồi non để nó nuôi cái cây cho nó khỏe trước rồi mình hả để trái, tại vì cái cây này mình mới trồng có 2-3 tháng nay chứ gì. Đúng rồi. Thì cũng không có nên để cái trái để cho nó yếu cái cây. Mình cắt gì đó rồi nó ra thực mới không? Xoài này là của Thái Lan không? Nghe người ta nói cái hiểu này này, năm đốc mai á, là trồng được ở Melbourne, Australia. Này cũng hết chỗ trồng thì trồng ở đây luôn. À, và đây là cái cây sabo đen năm bỉ nha cả nhà. Hồi nãy cây kia là cây sabo trắng. White Sabote, còn này là Black Sabote, cũng mua của trên mạng của Daly Fruit Nursery luôn á. Nó có bông nè, không biết nó có đậu không. Sabo đen năm Mỹ, cây nãy là sabo trắng đó. Mùa này mà bữa hổm giờ nó có bông nhiều lắm nhưng mà nó rụng hết rồi đó, giờ nó tiếp tục hết ra đợt bông này tới đợt bông khác mà không hiểu là nó có đậu trái không. Cần đơn có chắc cũng có đủ sức. Cái cây này còn nhỏ ha. Đúng rồi. Nhỏ quá kệ nó, đậu thì đậu đầu thôi nhưng mà mình thích mình trồng lại vậy. Này phát triển cũng tốt, lá xanh. Cái này cũng mùa đông không rụng lá luôn á, evergreen tree luôn á. Đông bữa hổm giờ nhiều lắm nó rụng bớt hết á. Ừ. Mùa này vẫn còn mà không biết nó có đậu trái không. Đấy rồi đây cần cây Lekima nè. Lekima cũng mua của cái nursery đó luôn. Cây này rất là chậm phát triển. Cây này trồng ở Melbourne thì không biết có trái không thì không biết, nhưng mà thấy nó không có chết nhưng mà nó lâu lớn.
Đây là cây thế ngọt nè cả nhà, sang trồng được cách cũng năm mấy. Lúc trước là trồng trong chậu, nhưng mà bây giờ tìm được cái gốc khuất này, trồng nó xuống đất. Đó, cây này là cây khế ngọt, cũng mua ở nursery ở bên Sydney luôn. Cái cây này sang tìm hiểu thì là nó thích bóng râm, nó cũng thích bóng râm, mà chỉ một ngày chỉ vài tiếng nắng thôi, cho nên nó là sang hết đất rồi, nhưng mà chọn được một cái chỗ này là nó không có nắng nhiều, chỉ có nắng chiều vài tiếng thôi, cho nên là sang trồng nó xuống dưới chỗ này để cho nó phát triển tốt hơn là trồng trong chậu. Không biết chừng nào có trái đây nè, cái cây khế ngọt. Mai quất có trái đợi quả tới ăn khế trả vàng giàu to. Ngay tại cái góc vườn nè. Đúng rồi, thích sưu tầm gì đó cho nên là mà nhưng mà không có thích ăn khế chua, thích cây khế ngọt thôi, cho nên là kiếm cây khế ngọt này về trồng nè. Cây loại này là như cũng loại ghép, cây ghép chứ không phải là cây đó, cây ghép này nó có cái mắt ngay đây nè, người ta ghép đó. Chứ không phải là loại cây ương hạt lên. Cây nhãn này là mùa này cũng lá xum xuê luôn nè cả nhà. Bữa hổm thấy nó cũng có bông lác đác nhưng mà nó rụng hết, cho nên là sang nghĩ có thể là mùa hè năm tới nó sẽ đậu trái. Mùa hè tới này nó sẽ đậu trái, hy vọng là vậy. Mùa này mà mấy cái thực non, nấm non là nó ra xum xuê luôn á. Cây này cũng mua ở trên nursery của anh Cần á. Anh Cần ở Springvale nè, ở đó mua của anh Cần cách nay cũng 2 năm rồi đó. Cây này nghe nhiều người nói ở Melbourne trồng có trái rồi đó. Lá nó tốt không? Lá nó tốt lớn không? Ra xong tươi tốt luôn. Cây này cũng dễ bị sâu ăn lắm nha. Thấy lâu lâu có sâu lại nó ăn lá tiêu luôn. Này mua 160 mà. Mua cách này 2 năm thì anh bán 160 nè. Giờ cái tàn nó xòe ra cái mảng cầu lớn luôn á. Okay, đi. Tỉa bớt quan cầu. Nào cây nào sống được lớn được thì lớn. Đây là cây xuân Mỹ sang trồng ở trong chậu nè cả nhà. Cái chậu này cũng là 125 lít. Thì sang cũng kê nó lên trên cái new cray ở dưới cho nó cao để nó hứng nắng. Thì mùa này nó cũng có được lác đác một vài trái, tại vì năm nay ôi đúng là khóc. Ôi, chim ăn rồi nè. Ôi ơi, sang la chưa ăn à, chim quất rồi nè, đó bỏ luôn. Nó bị bỏ đi tưới. Tưới ô đà thai mà không để ý trái lớn. Để ý trái lớn nè. Cái hơi hay. Chỉ cần hơi ngọt ngọt là nó ăn trước mình luôn rồi nè. Trên đây là nó còn mấy cái chùm này nè. Để lấy lưới mình bao lại. Cái loại này là sung sung đen. Đây nè. Cái loại black quen nòi gì đó, sung sung đen á. Cái chỗ cái trái nó không chín, nó màu đen, không phải là màu trắng. Này mua ở nursery Sunshine không? Gần đúng, nhà đây nè. Cây này thì mấy cái nursery của Tây bán nhóc hết. Cái này thì dễ tìm. Này nó trong ở Úc được mà. Cái này trồng dễ trồng. Cái này thì dễ tìm ở nursery của Tây á, chứ không phải là cây nhiệt đới, thành ra cũng dễ trồng. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ mình đi tham quan vườn cây ăn trái mùa thu rồi, thì sang tạm kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên like, bấm chuông thông báo và đăng ký kênh ủng hộ Sang để Sang có tinh thần làm thêm những video mới hay hơn. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.